À, xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm test 199208 của 25 câu sau, từ câu 21 cho đến câu 25. Đối với câu 21 này, thực ra nếu các bạn nhìn đáp án thì các bạn thấy là xét về mặt ngữ pháp chúng ta không có gì sai cả. Ví dụ chúng ta thấy là đối với từ ơ là mạo từ, sau đó là danh từ số ít, vì thế nên là đúng. Và thứ hai, từ combination, đây là danh từ này có mạo từ ơ, vì nên danh từ này đã xác định. Còn từ ợp này thì chính là cấu trúc A ở B, thì AB đều là danh từ vì tính từ ợp này đúng. Suy ra phương án A không gì sai. Còn đối với phương án B thì từ more ngoài nó là so sánh hơn ra, thì so more nó có thể là một danh từ để nói lên nhiều hơn cái gì đó. Vậy trước mình chúng ta có từ two or more business, có nghĩa là hai hay là nhiều hơn công việc, nhiều hơn hai công việc đấy. Đấy. Vậy trước mình chúng ta thấy là phương án B đúng. Còn phương C thì các bạn thấy từ down thì nó là trạng từ, thì trạng từ nó đúng với câu không sao. Below nó chính là giới từ, thì sau giới từ chúng ta cộng với danh từ thì nó lại một trạng từ, vậy trạng từ nó đúng cuối câu tiếp vì tính không gì sai. À, phần D thì các bạn thấy đuôi ồ, đuôi của tính từ bổ cho danh từ đằng sau đó. Chính vì thế nên các bạn xác định thấy là không có phương án nào sai về mặt ngữ pháp cả. Rồi, thì trước chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là phương án phương C các bạn. Mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao. Ở đây thì mình cho các bạn cái chỗ là below này và từ under. Thực ra đều có nghĩa là bên dưới. Nhưng ở đây thì có một cái kiến thức của từ under mà below không có là như sau. Đối với under là under bên dưới một sự quản lý của ai đó, hay là bên dưới một trạng thái nào đó quản lý, hay là trạng thái nào đó mà below không có tính chỗ này. Ví dụ, chính vì thế nên ở đây thì các bạn từ management có nghĩa là quản lý, vì thế chúng ta sử dụng từ under. Hay chúng ta có một câu như sau: I have pressure, tôi bị áp lực. Vậy áp lực này thì các bạn thấy là nó là một trong những cái trạng thái, vì thế chúng ta sử dụng từ under chứ không phải sử dụng từ below đây. Đấy. Chính vì thế nên các bạn lưu ý cho mình từ below và từ under. Nếu các bạn gạch chân từ below thì các bạn lưu ý cho mình cái trường hợp này. Và tiếp đối với câu 22. Ở câu 22 thì chúng ta sẽ chọn được là phương án D. Ở câu này thực ra nó cũng dễ thôi các bạn, không khó đâu. Tại vì without nó là phủ định của từ with. Đây là phủ định của từ with. Đây chính là phủ định nhá. Mà từ no chính lại là phủ định tiếp. Vậy chúng ta có là phủ định cộng phủ định bằng lại bằng khẳng định mất rồi. Nếu thế thì trong TOEFL nó không được làm này, tại vì nếu mà như này thì nó sẽ phải viết là phủ định luôn chứ không cần là hai phủ định nữa. Đấy, đối với ngữ pháp gọi là tối ưu mà, sự tối ưu, vì thế trong chỗ này nó chưa tối ưu vì nên sai. Ở đây thì chúng ta cần thay, ví dụ trong chỗ này chúng ta bằng từ any, đấy any thì cũng có thể được. Ở đây thì mình có thể lấy một số ví dụ nữa để các bạn có thể là có cái tầm nhìn, hay là có một cái nhìn khách quan về cái từ cái phủ định này. Ví dụ mình nói là no people did not go to school. Không ai mà không đi đến trường. Có nghĩa là nếu như thầy đây thì bạn là phủ định này, và đây cũng là phủ định tiếp này. Nếu thế thì nó sẽ là khẳng định, có nghĩa là toàn bộ mọi người đều đi đến trường. Vậy cho nên người ta sẽ không bao giờ nói câu này, thì chúng ta sẽ nói là all people go to school. Đấy, được chưa các bạn nhỉ? Rồi, tiếp đối với câu 23. Câu 23 này là câu dễ, chúng ta sẽ chọn phần C. Tại vì sao? Tại vì khi các bạn gạch chân tính từ sở hữu ở tân ngữ thì các bạn nhìn vào chủ ngữ để xem số nhiều hay là số ít. Ở đây chủ ngữ nó chính là cấu trúc A ở
và B thì chúng ta nhìn vào A. Ở đây thì các bạn thấy là từ resource nó là chính là số ít, vì thì chúng ta phải chuyển thành từ is, tính từ sở hữu nó chính là từ is. À, tiếp đối câu 24. Đối câu 24 này chúng ta sẽ chọn phương A ngay, tại vì nó đang là cấu trúc S cộng với to be cộng verb D, thì sau verb D nó phải là giới từ nó phải thể bị động các bạn. Trước chỗ này chúng ta thêm giới từ on, tại vì base đi với giới từ on. À, câu 5 chúng ta sẽ chọn phần D. À, câu này thì các bạn không cần nghĩ nhá, tại vì sao? Tại vì từ sell hay là từ service ấy, chúng ta có từ sell hay chúng ta có từ sell, số nhiều của nó f thì chuyển thành ấm v ve rồi sau đó chúng ta thêm f vào đấy, số nhiều của từ sell này. Vậy khi mà các bạn nhìn thấy từ sell hoặc từ service ở trong 25 câu sau thì các bạn đảm bảo cứ chọn cho mình nó sai ngay. Tại vì sao? Tại vì đối với như này thì các bạn nó là đại từ phản thân. Thì nếu mà phản thân như này chúng ta chẳng biết là phản thân của cái gì. Ví dụ trong này nó là của children thì chúng ta phải là themselves đấy chứ nhỉ? Chứ không phải là từ self được. Rồi, thì các bạn ở đây các bạn lưu ý khi mà các bạn thấy gạch chân từ self hoặc từ service thì các bạn đảm bảo chọn ngay cho mình phương án đấy. Bây giờ chúng ta thử xem từng câu chúng ta có cấu trúc như thế nào. Nào, ở đây thì chúng ta có S cộng với verb O, nó chỉ là cụm đơn thôi. Còn giới từ cụm danh từ thì chúng ta không xét rồi. À, tiếp đối với câu 2, đây giới từ cụm danh từ nó đến đây này. Rồi sau đó thì chúng ta có S cộng verb O, verb nó đang ở thể bị động. À, tiếp đối với câu 23, câu 23 này thì nó chỉ là một S cộng verb cộng O, cũng là cụm đơn. À, câu 24, một S cộng verb cộng O. Rồi sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là sub cộng với verb cộng O, nó bắt đầu từ đây các bạn. Tiếp đối với câu 25. Câu 25 này thì từ đây từ giới từ cộng danh từ. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ giản lược. Đây mình viết cho nó dễ. Giới từ cộng danh từ đến đây. Sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ giản lược verb ID cộng với giới từ O. Từ entitled này nó là động từ hai từ ngữ. Sau đó thì chúng ta có S cộng với verb, rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề danh từ với that này. Sau that là một S cộng verb. Sorry các bạn, chờ mình viết lại chút. That này. Sau that là một S cộng verb, nhưng ở đây verb nó không phải là danh từ của danh từ mà nó lại là mệnh đề danh từ với what. Đây câu này nó hơi phức tạp một chút. Nào, đây mệnh đề danh từ với what này, nó có chức năng làm tân ngữ của S verb O nằm trong mệnh đề danh từ với that. Thì toàn bộ từ đây đến đây thì nó là tân ngữ của cái verb này. Đấy, được chưa các bạn nhỉ? Toàn bộ từ đây đến đây nha. Bây giờ chúng ta xác định động từ trong năm câu này. Đối câu 21, động từ nó chính là từ y. Tiếp câu 22, động từ nó chính là từ y, composed of. Câu 23, động từ nó chính là từ y tiếp. Câu 24, động từ is based, phải đi với on đấy nha. Rồi sau đó động từ chính là từ y tiếp. Câu 25, động từ chính là entitled, từ no và từ A. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.